Một tàu cá mắc cạn của tỉnh Quảng Ngãi chiều qua đã được vùng 4 Hải quân giải cứu thành công. Tàu cá được kéo ra khỏi bãi cạn nằm ở phía đông nam đảo Nam Yết thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Lực lượng Hải quân sau đó đã giúp khắc phục các hỏng hóc nhỏ cho tàu cá, bảo đảm an toàn mọi mặt. Trước đó, tàu cá neo đậu qua đêm tại khu vực này và đến rạng sáng qua có dấu hiệu bị mắc cạn. Thuyền trưởng tàu cá đã phát tín hiệu đề nghị được hỗ trợ. Trên tàu lúc đó có 13 thành viên ra khơi từ ngày 15 tháng 11. Vâng, trong khoảng thời gian này thì những cái vụ mà tàu cá mắc cạn hay là gặp nạn ở ngoài khơi thì thường có xu hướng tăng lên. Và một phần nguyên nhân đó chính là bởi vì mùa này thì gió Đông Bắc thường xuyên hoạt động mạnh và gây ra thời tiết biển xấu, sóng to, gió mạnh ở trên biển. Vì thế mà bà con sẽ cần phải hết sức chú ý khi mà ra khơi trong thời gian này, nhất là khi mà đã vào chính đông rồi và tần suất của những cái đợt không khí lạnh sẽ gia tăng. Vâng.